cả nhà yêu. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Má Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Mọi người cùng vào bếp làm món bò xào củ hành với Mộng nha. Bò xào củ hành của Mộng gồm có, hôm nay Mộng có bò này chắc 2 lạng rưỡi bò, rồi Mộng ướp khờ no, nó còn bột ngọt, tỏi băm nha mọi người, ít ớt, hành tím, một ít hành tím nha mọi người, một ít bò nha mọi người, một ít hành tây nha mọi người, nước tương nha mọi người. Một muỗng nước tương, hai muỗng nước tương, ba muỗng nước tương mọi người, cho một muỗng đường mọi người. Cũng cho một muỗng tương ớt, cho một muỗng dầu hào, rồi mình sẽ ướp cái gia vị này lên nè mọi người, ướp gia vị cho bò mình nó thấm ra, nó thấm đều. Cho một ít tiêu luôn, không cho bò mình nó thấm đều, mình để đây đợi khoảng 20 phút nha mọi người. Mình sẽ làm món bò xào củ hành nha mọi người. Cho một muỗng dầu ăn, ướp cái gia vị này đều lên nha mọi người. Mình để cho ướp cho nó đều xong mình để 20 phút nha mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Mình ướp bò, mỏng ướp bò xong rồi cho gia vị nó thấm nha, mình để đây mình để cỡ 20 phút rồi mình sẽ xào bò nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ làm bò xào của mình, có món rau ăn chung với rau sống nha mọi người. Mình làm thêm một món rau trộn nữa nha mọi người, rau trộn dầu giấm chua ngọt nha mọi người, để ăn với bò nha mọi người. Tiếp món rau trộn nha mọi người, rau trộn của Mộng, rau trộn của Mộng gồm có giấm, thì no, bột ngọt, đường, tương ớt nha mọi người, tiêu, hành tây, hành tím, tỏi, ớt nha mọi người, và dầu mè nha mọi người, muối nha mọi người. Rồi mọi người cùng Mộng làm nước sốt trộn rau nha mọi người. Mộng cho một ít dầu mè nha mọi người, Mộng sẽ trộn cái cho cái nước sốt này nó tan ra, quậy cho nước sốt nó tan ra nha mọi người, cho nửa muỗng cà phê muối nha mọi người. Hồi nãy Mộng cho 3 muỗng đường, Mộng thấy không đủ đường á, thêm muỗng nữa là 4 muỗng nha mọi người. Quậy cho này tan ra đều ra, mình sẽ trộn lên cái rau này nha mọi người. Bây giờ cái nước sốt của Mộng đã tan ra rồi, Mộng cho một ít ớt hành tím vô nha mọi người, ớt hành tây vô, trộn đều lên,
xong rồi mình cho rau vô vô mình trộn lên nè mọi người. Cho rau vô. Mình cho rau vô. Cho cà chua vô luôn nè mọi người. Thôi mình trộn cái hỗn hợp này lên. Thôi mình sẽ có món rau trộn nha mọi người. Rau trộn chua ngọt nha mọi người. Nước sốt chua ngọt. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Ngon hết sĩ con bà bảy nha mọi người. Xong rồi mình ăn với bò nha mọi người. Ăn với bò xào. Bò xào tái thôi, đừng xào chín quá. Thứ tư hay thứ năm ngoài có Ly mang về á. Qua Ba Ly. Ừ. Rồi bữa nay là 4 không? Rồi rồi. Ngon hết sĩ con bà bảy. Cho thêm một ít ớt. Đây là món rau trộn của Mộng đã hoàn thành mọi người. Cái này mình chấm với nước mắm chua ngọt. Chấm với muối tiêu nha mọi người. Nước tương nữa cũng được. Rau mình nó thấm còn ăn thôi. Ngon, nó vừa ăn đó, nó chua chua ngọt ngọt, nó cà chua nó ngon, mà. Có hành tím và hành tây, và đây là món rau trộn Mộng đã xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Mộng. Chúc mọi người làm thành công món rau trộn chua ngọt để ăn với bò nha mọi người. Cái món rau này mình ăn với trứng, trứng luộc cũng được nha mọi người. Và trứng ốp la cũng được nha mọi người. Và đây là món rau trộn với trộn chua ngọt của Mộng đã xong. Trộn dầu giấm chua ngọt của Mộng đã xong rồi mọi người. Cái món này mình để vô ngăn mát nha mọi người. Cái đó mình ăn mình lấy ra. Rau Mộng đã xong rồi, Mộng rất là dễ mọi người. Ngon lắm mọi người ơi. Và đây là món rau trộn của Mộng đã hoàn thành. Ngon lắm nha mọi người, mình ăn thử.
ngon, mọi người cùng ăn với mộng nha. Ngon, mọi người vừa ăn. Đây là món rau trộn dầu giấm của mộng đã xong, chua ngọt đã xong mọi người. Mộng ướp nữa giờ đó 30 phút rồi mọi người, bây giờ mộng cho dầu vô. Cái dầu nóng kia cho tỏi vô. Khuy cho vàng, nó tỏi thì nó vàng nè. Giờ tỏi mình đã vàng rồi mà. Bò mình ướp nữa giờ 30 phút nữa giờ mình cho bò vô nè. Bò vô mặn xào tái sơ thôi mọi người là được rồi. Nó đã thấm rồi, nó thơm, nó được thơm rồi. Ướp bò mình đã ướp cái gì để 30 phút nó thấm rồi đó. Bây giờ mình chỉ xào sơ cho tái cho nó săn rồi thôi, đừng có xào lâu quá mọi người. Yeah. Oh, sao quá. Thơm rồi đó mọi người, cho mình cũng cho một ít dầu mè vô, cho một ít tiêu vô. Tênh xíu nước tương nha mọi người. Làm cái này rồi mình phải chính là bắt bếp nè. Bắt bếp. Và đây là bò mình đã chín. Mình đã chuẩn bị cái dĩa rau sẵn rồi. Mình đổ bò lên. Và đây món bò của mụn đã hoàn thành mọi người. Ăn cho một ít. Và đây là món bò của mụn đã hoàn thành. Hấp dẫn không mọi người? Cho một ít tiêu lên đi mọi người. Cái bò này mình ăn kèm với cái rau, cái rau trộn hồi nãy nha mọi người. Cái bò này mình ăn với rau trộn này nha mọi người, kèm với rau trộn này.
bắt đầu cái đây mình luộc trứng á mọi người, trứng mình ngâm nước đá mọi người. Mọi người đã biết kênh YouTube em á, mọi miền Tây sống ở Sài Gòn, và đây là món bò xào củ hành và món xà lách trộn chà chua dầu giấm trứng của Mộng đã hoàn thành mọi người. Món này mình ăn kèm bò này nha, mình ăn kèm với muối tiêu, còn trứng với rau trộn dầu giấm chua ngọt này thì mình ăn với nước tương này nha mọi người. Mời mọi người cùng ăn cơm với Mộng. Hello, chào mừng mọi người đã với kênh YouTube Mai Mộng miền Tây sống ở Sài Gòn. Mời mọi người ăn món bò xào củ hành với Mộng. Nó hết sợi con vợi. Món này mình chấm với muối tiêu chanh nha mọi người. Muối chanh mình bậy qua mình chấm. Mết mời cả nhà đi nước cùng ăn cơm với Mộng nha mọi người. Còn đây mời mọi người món rau trộn dầu giấm trứng nha mọi người. Nó sẽ còn đẩy rồi mọi người. Mọi người cùng ăn cơm với Mộng nha. Trộn với cà chua. Chấm mà món này mà ăn nước tương cũng được, ăn nước tiêu cũng được mọi người. Món là cả nhà cùng ăn với Mộng. Trứng mọi người cần với rau trộn chấm muối tiêu cũng được. Mời mọi người cùng ăn với Mộng nha, ngon lắm mọi người. Rau đổi món thì ăn ngon. Ngon nhất là cái món này. Rau trộn dầu giấm chua ngọt. Mời mọi người ăn với Mộng. Hello con nhỉ, mọi người cũng ăn cơm với Mộng nha. Rau trộn chấm muối tiêu ăn cũng ngon, muối tiêu chanh ăn kèm với bò hoặc kèm với. À, giờ Mộng tới đây Mộng xin kết thúc video nha mọi người. Mộng cảm ơn mọi người đã xem hết video của Mộng. Mọi người xem thấy hay thì mọi người đăng ký kênh, chia sẻ, thả tim cho Mộng và ấn vào cái chuông để Mộng ra clip đó, nó thông báo cho mọi người đón xem nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.